guys. So today we will show you our journey to District 1 of this amazing Ho Chi Minh City. Hi. Mùa Sài Gòn đôi lúc có nắng, có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn yên bình bao quanh nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông. I like it. It's very vibrant, very noisy, loud. I'm just getting used to it. It's a lot to handle for now, but it's nice. This is the famous church of Saigon called Yat Ho Tu Ba. Ho Chi Minh City. Fast office. Một buổi chiều êm đềm quá, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bàn cầm ca. Think about Vietnam. Like it very much, very nice, very hot, wet, lot of motorbike, beautiful landscape and beach. Xa nhưng trái tim thì vẫn in hình. Thật đông vui, một tình người ấm áp, chỉ có Việt Nam thôi. Bóng quê nhà, giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông. Trong nắng mai một con gái Việt Nam ơi, là người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế đơn giản lắm, như năm trước tình này và tôi tự hào lắm khi nói là người Việt Nam. Những chút thương thương nhớ dài, những chút buồn thật vui. I love Vietnam. I love Vietnam. We love Vietnam. We love Vietnam. Yes. Anh này đẹp trai, này đại gia, này nhà giàu tiền cứ thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Anh thì nào khó.